Rồi, xin chào mọi người. Sáng nay mình chia sẻ cho mọi người xem hai cây mai nó nở hoa. Đây là cây đầu tiên, cây này cây cúc cúc mai. Bông là đơm này. Không. Số lượng lớp của nó là 5-6 lớp. Đấy. À, nằm sau lớp không ha, cúc mà đầm rất đẹp. Những cái mài cúc giống để mình lấy mầm mình ghép á, lấy mầm mình ghép. Hoa rất đẹp. Đó là cái cây mai dầu hương. Dầu hương ở đây là nó mới chấm nở sáng nay nè. Bùng to lắm. À, mới chấm nở chưa bùng hết. Bùng hết là 4 tay. Chấm nở bèo ngón tay. Đây nó nở tàn luôn rồi. Mấy dòng mà đột đỏ này. Lấy gai rõ ràng hoa thơm đó, cực kỳ thơm luôn. Cái này mình không có bán, mình để mình làm giống thôi, lấy mấy mầm mình ghép. Không, nhiều bông xì rất đẹp, màu nhụy màu cam qua đâm đẹp lắm, mà do mấy công chuyện mình không có quay. Hoa tàn hoa hai lớp, rụng mấy cánh dưới này nè. Hoa hai lớp cánh dày, cực kỳ dày luôn. Đó, nó tàn rồi nè. Nhụy chuyển màu sẫm nè. Nó rụng hết mấy cái cánh nhụy. Mấy vô nhụy nó rụng. Hai lớp, hoa nào hoa nói cũng hai lớp hết. Bông to lắm. Bây giờ nó xeo lại rồi. Quanh chụp rất là đẹp. Không cần đột đỏ hay là đột vứt lông gì đâu, mấy cái dòng này nó dòng đột lỡ rồi ra nó nhật nhật mà hoa đẹp lắm, hoa thơm. Lá gì nó xanh đen luôn rồi. Cánh hoa gì mà tròn mà to, đơm hai lớp rụng sắc pháo này. Đó, rụng sắc pháo. Bông đơm đẹp. Rồi, video mình chia sẻ đó thôi ha. Chia sẻ cho mọi người hai cái giống mai đẹp của mình để mình lấy giống.